Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm gỏi bông súng. Muốn làm món này, tất nhiên là phải có các cọng thân bông súng. Bây giờ mời cả nhà cùng mình đi hái bông súng để chuẩn bị nguyên liệu làm món gỏi. Đây là ao bông súng ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ao rộng khoảng 1.000 m². Mình đến vào ngày thứ bảy cuối tuần. Theo chú chủ nhà cho biết thì ao bông súng này đã hái bán vãn vài hôm trước rồi và thêm vài ngày nữa sẽ nở rộ và đẹp hơn. Tuy nhiên mình vẫn thấy trên ao còn rất nhiều bông súng, nhìn rất đẹp và thơ mộng. Chú chủ nhà là người rất hiếu khách đã chèo thuyền đi hái bông súng cho mình. Còn mình chỉ việc ở trên bờ đứng quay thôi. Bông súng cũng giống như hoa sen mọc ở dưới nước. Thân hay còn gọi là cọng bông súng ăn bám dưới chân bùn ao hồ. Ao hồ càng sâu thì thân nó càng dài, theo kiểu thích nghi với môi trường. Ở đây ao sâu khoảng 1,5 m nên thân bông súng cũng dài tương ứng. Các bạn biết không, gỏi bông súng chua chua, ngọt ngọt, ăn lại rất giòn, mát và lạ miệng. Các cọng bông súng màu tím tím nhẹ nhàng, rất là bắt mắt. Gọi là gỏi bông súng nhưng thực chất ra chúng ta không ăn bông súng mà là ăn cái thân của bông súng. Thân hay còn là cọng bông súng này, ngoài làm gỏi chúng ta còn có thể dùng làm nhiều món ăn khác như lẩu mắm này, ăn sống chấm với nước cá kho tộ cũng rất ngon. Và tôi có liên tưởng ngay là cọng thân bông súng này ấy, có thể muối chua ăn liền. Dĩ nhiên đã ăn sống được thì muối chua là chuyện nhỏ. Giờ chúng ta tiến hành làm gỏi bông súng. Trước tiên các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau. Cọng bông súng chúng ta đã có khoảng 300g cho 3 người ăn. Nếu nhiều người ăn thì tăng số lượng lên. Cách sơ chế cọng bông súng như sau. Bạn rửa sạch cọng súng để ráo nước, tước sạch vỏ ngoài như tước dọc mùng. Cắt khúc rồi chẻ đôi nếu cọng to. Sau đó ngâm vào bát nước sôi để nguội, có pha chút muối và một thìa giấm trong khoảng 5 đến 7 phút để cọng súng trắng giòn. Tiếp đó vớt ra bóp hết nước trong cọng súng. Nguyên liệu tiếp theo là cà rốt bào sợi. Hành tây thái mỏng ngâm với nước đá và 2 thìa giấm để tăng độ giòn và bớt vị hăng. Tôm hấp khoảng 200g, thịt ba chỉ luộc khoảng 150g để trộn với cọng súng. Tuy nhiên hai món này ăn nhiều hơi ngán nên tôi quyết định đổi thành thịt bò xào chín để trộn chung với gỏi thay cho tôm hấp và thịt ba chỉ luộc. Đậu phộng rang vàng khoảng 100g giã nát hoặc để nguyên tùy theo sở thích của bạn. Bạn chuẩn bị các loại rau thơm như húng quế, ngò, rau răm, bạc hà, v.v. Tùy theo sở thích của bạn mà có thể chọn các loại rau thơm khác. Các loại gia vị để chế biến nước gỏi gồm có tỏi vài tép, thái nhỏ hoặc băm nhuyễn, nước mắm 2 thìa, giấm 1 thìa, đường 2 thìa, ớt vài trái để the the đầu môi tăng vị hấp dẫn của gỏi, 2-3 trái tắc còn gọi là quất để tăng vị chua thơm. Rồi bạn khuấy đều đến khi sánh quyện vào nhau. Chuẩn bị xong tất cả, bạn bỏ hành tây này, cà rốt, bào sợi vào chung với cọng súng, dưới đều nước mắm gỏi rồi trộn cho chúng thấm thía vào nhau. Tiếp đó bạn bỏ thịt bò đã xào chín này, đậu phộng, rau thơm trộn thêm một lần. Cuối cùng bỏ vào dĩa trang trí và thưởng thức. Đến đây mình xin tạm dừng vlog để thưởng thức món ăn tao nhã này với một vài người bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi vlog của mình. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh Clip 365 trên YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại.